Gu Hi-Sang tăng cân do những đau khổ về tình cảm Những đau khổ về mặt tình cảm là lý do được nữ diễn viên nổi tiếng một thời của Hàn Quốc Gu Hi-Sang đưa ra cho việc cô đột nhiên tăng cân. Vào ngày 30 tháng 9, Gu Hi-Sang đã tham dự chất nơ phim Act ở quốc 2022 với tư cách là đạo diễn. Nhưng sau sự kiện, Gu Hi-Sang đã cập nhật Instagram của mình để giải thích việc tăng cân gần đây của cô. Trong phần chú thích cho một bức ảnh mới được đăng tải, Gu Hi-Sang viết, Tôi đã tăng cân một chút vì tôi đang trải qua một số chuyện. Tôi sẽ đến Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Hẹn gặp lại các bạn tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Cư dân mạng suy đoán có thể do thú cưng găm dơ của Gu Sang mới mất tích gần đây đã dẫn đến phiền muộn cho nữ diễn viên. Trước đó, vào ngày 14 tháng 9, cô đã chia sẻ tin tức thương tâm rằng chú chó cưng của mình đã qua đời cách đây khoảng một tháng. Gu Sang sẽ tham dự liên hoan phim quốc tế Busan 2022 vào ngày 5 và 6 tháng 10, theo Allopore.